Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với điểm tin tối tại SNews ngày 30 tháng 6. Và ngay bây giờ thì hãy cùng với mình đến với phần điểm tin. Hôm nay ngày 30 tháng 6 sẽ có những tin tức đáng chú ý như sau. Bộ Quốc phòng lên tiếng nguyên nhân khiến cho quân nhân Trần Đức Đô tử vong. Thương hiệu nội y của Ngọc Trinh và Khát Thị bị ném đá vì bị cho rằng copy trắng trợn từ Victoria's Secret. Nghệ sĩ Việt Hương đáp trả khi bị cho rằng ép người nhận quà từ thiện diễn thuật hãm hại để chụp hình và nhiều tin tức nổi bật khác có trong 24 giờ qua. Liên quan đến những thông tin nguyên nhân Trần Đức Đô tử vong tại Thái Nguyên, nguyên nhân được xác định ban đầu là do tự tử nhưng sau đó thì gia đình thấy có những dấu hiệu bất thường nên đã đề nghị điều tra lại. Mới đây thì đại diện của quân khu 1 cũng đã nói rõ về nguyên nhân khiến cho Trần Đức Đô tử vong tại đơn vị. Chiều ngày 30 tháng 6, thông tin từ Cục Tuyên huấn Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam Bộ Quốc phòng cho biết, ngày 26 tháng 6, Đại đội 14, Tiểu đoàn 4, Trường quân sự quân khu 1 tổ chức cho bộ đội hành quân và thao trường huấn luyện theo kế hoạch. Trong khoảng 13 giờ 45 phút đến 14 giờ ngày 28 tháng 6, đơn vị đang làm công tác chuẩn bị huấn luyện thì quân nhân Trần Đức Đô báo cáo chỉ huy đơn vị ra ngoài đi vệ sinh với lý do là đau bụng. Khoảng 14 giờ 20 phút không thấy quân nhân Trần Đức Đô quay lại, chỉ huy đơn vị Đại đội 14 đã cử 3 chiến sĩ đi tìm. Đến 14 giờ 30 phút cùng ngày phát hiện quân nhân Trần Đức Đô đang trong trạng thái treo cổ trên cây keo phía sau đỉnh đồi, cách địa điểm huấn luyện của đơn vị là khoảng 50 mét. Đơn vị đã tổ chức cho quân nhân Trần Đức Đô đi cấp cứu tại bệnh viện Gang Thép thành phố Thái Nguyên. Đến 15 giờ 30 phút cùng ngày 28 tháng 6, bệnh viện thông báo quân nhân Trần Đức Đô đã tử vong. Theo Cục Tuyên huấn, hiện nay các cơ quan chức năng đang khẩn trương điều tra và làm rõ nguyên nhân vụ việc, đồng thời phối hợp với gia đình lo hậu sự. Khi có kết quả của các cơ quan chức năng, đơn vị sẽ tiếp tục thông tin vụ việc. Còn ông Trần Đức Hội sinh năm 1980, bố của quân nhân Trần Đức Đô cho biết, chiều ngày 28 tháng 6, gia đình tiếp nhận tin dữ từ đơn vị báo con trai đang gặp nguy kịch, đang được cấp cứu tại bệnh viện. Khi ông Hội cùng với người thân đến nơi thì con trai đã tử vong. Ông được phía bệnh viện thông báo là quân nhân Đô tử vong ngoại viện. Một thương hiệu nội y của người mẫu Ngọc Trinh và ông bầu Khát Thị vừa mới thành lập mới đây đã bị cộng đồng mạng ném đá dữ dội vì bị cho rằng copy Victoria's Secret một cách trắng trợn. Sau hơn 15 năm đồng hành cùng với nhau thì Vũ Khách Tiệp và Ngọc Trinh vừa thông báo sẽ hợp tác để phát triển một thương hiệu nội y có tên là VN Secret. Hiện tại thì đã có rất nhiều cửa hàng được khai trương ở thành phố Hồ Chí Minh và hứa hẹn là sẽ mở rộng thị trường ra toàn quốc, cùng với đó là những đợt tuyển người mẫu đang được tổ chức rầm rộ. Tuy nhiên thì không khó để phát hiện ra rằng thương hiệu mà Vũ Khách Tiệp và Ngọc Trinh tạo ra dường như là copy hoàn toàn từ Victoria's Secret, thương hiệu nội y đình đám thế giới ra mắt vào năm 1977. Ngay từ tên gọi đến màu sắc và thậm chí là cách thiết kế của các cửa hàng được bề y nguyên từ Victoria's Secret không sai một điểm nào. Nhiều người cho rằng đã bỏ công bỏ tiền ra phát triển một thương hiệu thì Vũ Khách Tiệp nên đầu tư thiết kế thêm màu sắc riêng hơn là việc copy paste của người khác. Cách đây vài ngày thì Vũ Khách Tiệp có chia sẻ về những nghi vấn đạo nhái Victoria's Secret. Ông bầu cho biết là việc so sánh với Victoria's Secret là một niềm vinh hạnh vì đây là một thương hiệu tỷ đô toàn cầu, còn thương hiệu của mình chỉ mới ra mắt nhưng sắp tới sẽ có những hướng đi riêng. Vừa qua thì nghệ sĩ Việt Hương đã đáp trả một bình luận khi cộng đồng mạng cho rằng cô ép người nhận quà từ thiện phải diễn thật thảm để chụp hình đăng lên mạng xã hội. Cụ thể thì một cư dân mạng đã để lại bình luận trên trang Facebook của Việt Hương rằng nhận được quà là phải lên hình thiệt thảm vậy hả mọi người. Ngay lập tức thì nữ nghệ sĩ đáp trả lại thẳng thắn: người có bệnh nha, họ cảm xúc thế nào là do họ. Anh nói bạn này là tôi không vui lòng nha. Họ ở kế nhà tôi dù bệnh nhưng rất siêng năng cần cù, mình ủng hộ được cho họ cười là hạnh phúc. Biết cho anh mà tôi dằn lòng lắm đó nha. Có thể thấy thì giữa thời điểm chuyện làm từ thiện của giới nghệ sĩ đang là vấn đề rất nhạy cảm, chỉ cần một chi tiết nhỏ thôi cũng rất dễ bị soi mói. Bản thân nghệ sĩ Việt Hương cũng hiểu được làm việc thiện nguyện không hề dễ và việc nhận những lời nói khó nghe cũng là chuyện xảy ra hàng ngày. Vào đêm ngày 29 tháng 6 thì đã diễn ra trận đấu giữa đội tuyển Anh và đội tuyển Đức, nhưng trong trận đấu này điều khiến cho netizen không hài lòng nhất chính là các bình luận của hai bình luận viên Tuấn Anh và Việt Khuê. Mọi người cho rằng hai bình luận viên này đã có sự nhầm lẫn cũng như là mắc lỗi cơ bản. Đêm ngày 29 tháng 6, trận đấu đáng được mong đợi nhất giữa đội tuyển Anh và đội tuyển Đức đã diễn ra tại vòng loại 1/16 Euro 2020. Bên cạnh những lời chúc dành cho đội tuyển Anh và tiếc nuối cho đội tuyển Đức thì netizen cũng bày tỏ phản ứng không hài lòng với hai bình luận viên trong trận đấu là Tuấn Anh và Việt Khuê. Nhiều người cho rằng trong hơn 90 phút thi đấu thì hai bình luận này đã có những bình luận nhầm lẫn và mắc những lỗi sai cơ bản. Đầu tiên là phải kể đến pha gọi nhầm tên đội trưởng đội tuyển Anh là Harry Kane. Cụ thể ở phút 45+1, Kane định tung chân dứt điểm vào lưới trống nhưng không thành công vì bị một cầu thủ Đức ngăn chặn. Sau pha bỏ lỡ đáng tiếc này thì bình luận viên của trận đấu gọi Harry Kane thành tên của một cầu thủ khác là Roy Keane. Tuy nhiên thì hai cái tên ngoài na ná thì hai cầu thủ này không có mối liên hệ nào khác. Một thông tin chưa chính xác mà bình luận trận đấu này đưa ra là về Jack Grealish, cầu thủ của đội tuyển Anh. Ở thời điểm hiện tại thì Grealish đang là cầu thủ chơi ở vị trí tiền vệ cánh và tiền vệ tấn công của câu lạc bộ Aston Villa Anh. Tuy nhiên thì một trong hai bình luận viên đã khẳng định rằng Grealish sẽ về khoác áo của câu lạc bộ Manchester City trong mùa giải tới sau khi câu lạc bộ này chi 100 triệu bảng.
Điều này đã khiến cho nhiều người không đồng tình bởi lẽ thông tin chuyển nhượng liên quan đến cầu thủ này vẫn chỉ là tin đồn. Chưa có bất cứ thông tin chính thức nào từ phía Manchester City đã release về việc cầu thủ này sẽ thi đấu cho câu lạc bộ này. Ở thời điểm kết thúc trận đấu thì một trong hai bình luận viên còn cho biết đây là lần đầu tiên Đức bị loại ở vòng 16 đội tại các giải đấu lớn. Thông tin này không hề sai nhưng lại khiến cho nhiều người hiểu lầm rằng đội tuyển Đức chưa bao giờ bị loại trước vòng 1. Thực tế là tại World Cup 2018 thì Đức đã bất ngờ bị Hàn Quốc loại ngay vòng bảng sau khi để thua 0-2. Được biết thì cả hai bình luận viên Tuấn Anh và Việt Khuê đều khá nổi tiếng trong làng bóng đá. Họ có rất nhiều năm kinh nghiệm dẫn dắt các trận bóng đá quan trọng gây cấn trong nước lẫn thế giới. Vì vậy mà việc liên tục mắc các lỗi sai diễn đạt gây hiểu lầm của bình luận viên Tuấn Anh và Việt Khuê trong trận đấu này khiến dân mạng không khỏi thất vọng và khó hiểu. Vừa đây thì Facebook đã đâm đơn kiện 4 người hiện tại đang sống ở Việt Nam vì tội lừa đảo. Được biết thì những người này đã chiếm đoạt tài khoản của nạn nhân để chạy quảng cáo một cách trái phép. Ngày 29/6 thì Facebook đã nộp hai đơn kiện đối với các đối tượng cố tình vi phạm chính sách và điều khoản quảng cáo. Theo đó thì vụ kiện thứ nhất là công ty tiếp thị California và đại lý. Vụ kiện thứ hai là nhóm người Việt chuyên chạy quảng cáo trái phép bằng cách tấn công chiếm đoạt tài khoản. Theo Jessica Romeo, giám đốc thực thi và kiện tụng Facebook cho biết, 4 người sống ở Việt Nam đã xâm phạm tài khoản cá nhân của nhân viên nhiều siêu thị đại lý bằng một ứng dụng. Khi tải ứng dụng này thì nạn nhân sẽ chia sẻ nhiều thông tin, trong đó sẽ có thông tin đăng nhập Facebook. Những kẻ lừa đảo đã đánh cắp nội dung này rồi truy cập vào tài khoản cá nhân của họ để chạy quảng cáo. Bà còn cho biết thêm là nhóm lừa đảo này đã chạy quảng cáo trái phép khoảng 36 triệu USD, là hơn 824 tỷ đồng. Hiện tại thì nạn nhân đã được Facebook bảo mật tài khoản và hoàn tiền. Facebook đang tìm cách yêu cầu các đối tượng phải chịu trách nhiệm vì xâm phạm tài khoản và chạy quảng cáo trái phép. Thông tin này đã được đông đảo cư dân mạng quan tâm. Họ cho rằng hành vi lừa đảo là không đúng mực, cần xử lý nghiêm khắc. Mọi người cần làm việc đúng với pháp luật nếu như muốn kinh doanh và làm ăn lâu dài. Và ngay bây giờ thì hãy cùng với ST chúng mình cập nhật về tình hình dịch bệnh Covid-19, thời tiết, giá xăng dầu và giá vàng. Thân mến, vừa rồi thì chúng ta vừa cập nhật những tin tức đáng chú ý có trong 24 giờ qua. Cảm ơn các bạn đã quan tâm và theo dõi, và bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại.